Tại huyện Tân Hưng, cụm thi đua số 1 tỉnh Long An gồm các huyện Đức Huệ, Thủ Thừa, Thạnh Quá, Tân Thạnh, Mộc Quá, Dĩnh Hưng, Tân Hưng và thị xã Kiến Tường tổ chức sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng các quyền thị xã đã tham mưu Ủy ban Nhân dân các quyền thị xã trong cụm, đề nghị và khen thưởng cho nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc như cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 14 tập thể, lao động xuất sắc cấp tỉnh cho 56 tập thể, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 3 cá nhân, 63 tập thể 115 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Các quyện, thị xã trong cụm cũng tặng nhiều giấy khen cho các tập thể cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hội nghị cũng đã thông qua thang điểm thi đua của cụm năm 2024, tài trình về việc thống nhất chủ trương đầu tư công trình về nguồn của cụm thi đua số 1 năm 2024 là duy tu sửa chữa nhà bia ghi tên liệt sĩ huyện Tân Hưng, với tổng kinh phí đầu tư là 750 triệu đồng. Nguồn vốn do các thành viên cụm thi đua số 1 đóng góp và từ nguồn vốn khác của huyện Tân Hưng, dự kiến sẽ triển khai trong năm 2024. <laughs>